Sau 10 năm tổ chức và trở thành một giải thưởng uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ năm nay, cuộc bình chọn báo cáo thường niên được nâng tầm với tên gọi cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán về minh bạch và quản trị công ty tốt nhất, đánh dấu sự phát triển của cuộc bình chọn nhằm tiếp tục hỗ trợ, khích lệ các doanh nghiệp trên sàn niêm yết minh bạch, quản trị hiệu quả và phát triển ngày càng bền vững. Năm 2018, cuộc bình chọn nhận được 440 báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh hoạt động đầu tư toàn cầu đang có nhiều thay đổi và xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được các nhà đầu tư chuyên nghiệp quan tâm, các doanh nghiệp Việt Nam muốn trụ vững và thu hút các nguồn lực mới cho tăng trưởng, thì các doanh nghiệp niêm yết không chỉ cần làm tốt báo cáo tài chính mà còn phải thể hiện hoạt động đầy đủ, minh bạch và trách nhiệm hơn qua các thông tin tài chính, phi tài chính trong báo cáo quản trị công ty. Nội dung đánh giá chuyên sâu nội dung quản trị công ty với bộ tiêu chí riêng được xây dựng dựa trên những nguyên tắc quản trị công ty theo tiêu chuẩn của OECD, thẻ điểm quản trị khu vực ASEAN và quy định pháp luật Việt Nam. Với sự nỗ lực và kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng khả quan trong năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG xuất sắc giành giải ở 2 trên 3 lĩnh vực của cuộc bình chọn, đó là giải minh bạch và quản trị công ty tốt nhất trên sàn giao dịch chứng khoán. Trong đó, TNG được vinh danh là một trong 15 doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam và ở hạng mục giải minh bạch thông tin nhất. TNG là một trong 25 doanh nghiệp có chất lượng báo cáo minh bạch thông tin nhất tốt nhất với vị trí thuộc top 5 trong nhóm vốn hóa nhỏ. 2018 cũng là năm thứ tư liên tiếp TNG có giải tại cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Để mà khi mà chúng tôi gọi là chấm cả cái quá trình hoạt động của công ty là được minh bạch, đấy, minh bạch và có những cái yếu tố về quản trị công ty tốt ở tại doanh nghiệp. TNG không những chỉ mạnh ở tại thị trường trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với hơn 300 doanh nghiệp mà bây giờ đã nằm trong hơn 700 doanh nghiệp khi mà chúng tôi chấm giải trên toàn thể thị trường chứng khoán Việt Nam. TNG là một cái công ty tự hoạt động rất là tốt và cái việc mà được đánh giá cao về công bố thông tin minh bạch, công bố thông tin tốt, minh bạch và có những cái yếu tố quản trị công ty tốt, đó là chứng tỏ là công ty cũng đang hướng tới một cái phát triển rất là lành mạnh, phát triển bền vững cho doanh nghiệp của mình, mà không những cái đó là nó tốt cho đơn giản là tốt cho thương hiệu, nhưng mà cái đó tôi nghĩ là một cái sự phát triển bền vững mà lãnh đạo của công ty hướng tới một cách rất là đúng đắn và đáng trân trọng. Mặt khác, với việc Quốc hội xem xét thông qua Hiệp định CPTPP và những tin tức từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA, TNG và các doanh nghiệp lĩnh vực may mặc đang đứng trước những cơ hội tăng trưởng và phát triển mới, hỗ trợ tích cực cho mã TNG. Năm 2003, thì khi đó là TNG đã bắt đầu thuê, nghĩ ra những cái bài toán để mà xây dựng cái quy trình về quản trị. Sau đó thì thuê Viện Công nghệ Thông tin của Bộ Quốc phòng viết phần mềm. Và từ đấy bây giờ thì công ty tiếp tục phát triển cho các quản trị bằng cái phần mềm. Thì mọi cái thông tin của TNG đều được ghi nhận trên phần mềm. Và đến kỳ là các cái báo cáo đó automatic ra. Đấy. Thế cho nên là cái báo cáo của TNG là rất minh bạch, kịp thời và nhanh chóng. Tiến tới là TNG chắc quản trị từng chỉ tiêu tài chính, từng khoản mục là chi phí đều có định mức và định lượng. Thí dụ như là từ những cái chi phí rất đơn giản như là chi phí điện, chi phí than, chi phí nước và các cái chi phí trong sản xuất thì nó đều giảm từ 1-2%. Trong quá trình thực hiện trong tháng thì tôi cũng đã biết và kịp thời là điều chỉnh. Thế như vậy thì hy vọng rằng là tiếp tục là năm nay TNG sẽ giao sâu cho đến từng cán bộ công nhân viên phụ trách những cái chỉ tiêu đó, thì năm tới thì cái chỉ tiêu giá vốn thì nó cũng sẽ giảm đi. Và hiệu quả của tài chính của tôi sẽ chắc chắn sẽ tăng lên.